Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Xe Cũ Giá Rẻ vào lúc 8 giờ tối ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần trên kênh Chợ Xe thuộc web chợxe.net, trang đăng tin mua bán ô tô hàng đầu tại Việt Nam. Trước khi vào chủ đề chính, các bạn đừng quên nhấn like và subscribe để nhận được thông báo khi có video mới. Sau đây là tổng hợp các xe cũ giá rẻ đang được đăng bán trên web chợxe.net trong những ngày gần đây. Đầu tiên là chiếc Kia Soul 2014 hàng hiếm, đăng ký lần đầu vào năm 2016, một chủ, order 32.000 km, xe có đủ lịch sử bảo dưỡng, sửa chữa hãng, khuyến khích test xe ở hãng hoặc bất cứ thợ hay gara nào. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, có nhiều option như 3 chế độ lái, làm mát sấy hai ghế trước, cân bằng điện tử, lên màn hình Android, đầu zin còn, loa hay, 4 lớp zin theo xe, bánh sơ cua chưa hạ, còn bảo hiểm đến năm 2021, xe không hỏng vặt bao giờ, cảm giác lái tốt, xe có kiểu dáng độc, ít đụng hàng, không gian bên trong rộng, thoáng và đẹp, hiện đang được rao bán với giá 555 triệu. Kế đến là chiếc Mercedes C300 AMG V6 3.0 2013, 231 mã lực, sản xuất vào năm 2012, đăng ký vào năm 2013, order 161.000 km, option gồm có hộp số 7 cấp 7G Tronic, body thể thao kết hợp da lăng 5 chấu kép 17 inch, xe được trang bị nội thất da, hàng ghế trước, tay lái và gương chiếu hậu đều điều chỉnh điện đa hướng và có bộ nhớ vị trí, hệ thống điều hòa tự động Thermatic, rèm che nắng cửa sổ, hệ thống giải trí với màn hình 8 inch, kết nối Bluetooth, chức năng điều khiển bằng giọng nói, đầu CD cao cấp và 4 loa cho cả 4 vị trí ngồi trên xe. Xe cam kết nguyên zin, bao check hãng, hiện đang được rao bán với giá khoảng 600 triệu. Tiếp theo đó là chiếc Acura MDX 2016 cực hiếm tại Việt Nam. Xe sản xuất vào năm 2015, cập cảng Sài Gòn vào tháng 12 năm 2018, order 16.100 km. Đây là mẫu xe sang dòng SUV 7 chỗ, thương hiệu cao cấp của Honda, máy 3,5 lít DOHC cho công suất 310 mã lực khá mạnh mẽ. Chủ xe giữ siêu kỹ, bảo dưỡng định kỳ 5.000 km đều tại hãng, nước sơn zin 100%, xe cam kết không đâm đụng, không ngập nước và bao test hãng. Full option bao gồm cốp chỉnh điện, chìa khóa thông minh cảm biến nhận dạng tự động mở khóa xe, cửa sổ trời, điều hòa 4 vùng độc lập, chế độ làm mát ghế, chỉnh ghế 14 hướng, cruise control, hệ thống vận hành xe bằng nút bấm hiện đại, không xài cần số. Full hệ thống an toàn gồm chế độ cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo người và xe cắt ngang, cảm biến trước, sau, chế độ duy trì làn đường, chống trệt làn đường, hiện đang được rao bán với giá 3 tỷ 299 triệu. Tiếp đến là chiếc sedan cao cấp hạng D Honda Accord, sản xuất cuối năm 2016, xe nhập khẩu mẫu mới, đèn full LED, xe đẹp hiếm thấy, sơn zin hầu như toàn bộ, bao check hãng dưới mọi hình thức, nội thất sang trọng, full option, ghế da, màn hình xịn, camera da, cảm biến toàn thân, đề Star On Up, chạy đầm hơn các dòng sedan hạng D cùng loại, hiện đang được rao bán với giá 888 triệu. Và cuối cùng là chiếc Cerato AT 1.6 Luxury, đăng ký lần đầu vào tháng 10 năm 2020, order mới 3.000 km, mới mua từ hãng ra được 1 tháng, biển số Sài Gòn, điều hòa 2 vùng, cửa sổ trời, ghế da, màn hình cảm ứng 8 inch, áp suất lốp, cam hành trình, cam lùi đầy đủ, cảnh báo va chạm, ghế chỉnh điện, hiện đang được rao bán với giá 637 triệu, tiết kiệm được 60 triệu so với xe mới mà không khác gì xe mới. Trên đây là tổng hợp các xe cũ giá rẻ. Các bạn có nhu cầu mua xe, xin mời xem tại phần mô tả của video. Các bạn thấy mẫu xe cũ nào đáng mua nhất? Hãy chia sẻ ý kiến ở ngay phần bình luận phía bên dưới. Xe cũ giá rẻ sẽ được Chợ Xe liên tục cập nhật vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ cho Chợ Xe, bật chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.